Này, mày hiểu đấy, gọi hộ tao thằng Chiến về đây. Ông bị làm sao đấy? Đi thì không đi được, giờ lại còn không đái được nữa thì sống thế nào được hả? Ai ôi. Này, mày bảo thằng Chiến ấy, nó về đây đưa tao về quê cho tao chết quách đi cho xong. Ai? Nhờ bác sĩ hay y tá vào đây thông tiểu cho tao. Nhanh lên đi đi. Gia đình nhà Diệp có quan hệ như thế nào với anh Long ở HS? Thưa cô, anh Long bên HF thì có liên quan gì ạ? Thôi, nhân tiện đây cô cũng nói luôn nhé, để cho Diệp cố gắng. Ngày đầu Diệp nộp hồ sơ vào nhà trường là không đủ cái tiêu chuẩn nhà trường đâu. Anh Long phải đứng ra đảm bảo, nên nhà trường mới nhận đấy. Mày nói đi, ai chả? Ai? Ôi trời ơi, đau mẹ. Đau thế, đau thế. Đau. Mẹ nói đi. Cậu Long chả. Vòi vĩnh gì đâu, cậu ấy tự nguyện đưa đấy. Lúc con bỏ đi, cậu Long tìm con mãi. Rồi đến lúc bật tin con, cậu vẫn kiên trì đi tìm. Thế xong rồi, cậu ấy cho mẹ. Lúc đấy, con đã gửi tiền về đâu? Mà ngân hàng thì người ta cứ đòi xiết cái nhà này. Mẹ mà em Diệp không có tiền thì ra đường mà ở. Mẹ cũng không còn cách nào khác mà. Vậy sao bao năm qua mẹ không nói gì cho con biết? Cậu Long bắt mẹ thề không nói với con. Cả cái Diệp nữa, sao không nói gì với chị? Chị ơi, không phải em đâu. Em nó không biết gì đâu, đừng mắng em nó khổ thân. Sao mẹ cứ đẩy con vào tình huống khó xử thế hả mẹ? Một người thì nhận tiền của người ta, một người thì để người ta lo việc cho mà không nói gì với con trong suốt bao nhiêu năm qua. Hai người dễ dàng nhận lòng tốt của người khác như thế à? Không mảy may suy nghĩ một tí nào à? Chị ơi không phải như thế đâu. Em không hề biết là anh Long chi phí cho em. Nếu mà em biết thì em đã kể cho chị nghe rồi. Này, thế Long nó xin việc cho con à? Ôi giời ơi, có cậu Long chống lưng thì làm ai mà dám đuổi việc con. Thế mà không nói cho mẹ, làm mẹ lo lắng suốt cả đêm hôm qua. Thôi, cũng là tai qua nạn khỏi hết rồi. Mẹ cũng không trách gì cái việc con đã xui em Diệp đi tẩy con nốt ruồi đâu. Thế nên là bây giờ vào trong nhà đi, mẹ nấu bữa cơm, coi như là bữa cơm đoàn viên. Chị Nam, quyển sổ tiết kiệm để tên của mẹ, con giữ làm gì? Chị Nam ơi, chạy lên lấy cho mẹ cái sổ. Tao đố mày làm gì được đấy? Không có chữ ký của tao, mày có mà rút vào mắt? Trả lại cho anh. Còn chuyện anh xin việc cho cái Diệp, vì nó đã lỡ đi làm mất mấy năm rồi nên giờ chưa thể nghỉ ngay được. Em sẽ bảo nó sớm tìm việc làm khác. Em hẹn anh ra đây vì chuyện này đấy à? Đúng. Anh nhận lại giúp em. Em lấy tư cách gì mà trả lại anh? Anh nói thế là sao? Tiền là anh giúp đỡ mẹ, công việc là anh giúp Diệp. Người có ý kiến ở đây là mẹ và Diệp, chứ không phải là em. Nào,
Em làm gì mà căng thẳng thế nhỉ? Thật ra anh làm tất cả những chuyện này là vì anh cảm thấy có lỗi với em. Từ ngày em bỏ đi, anh không biết làm gì để bù đắp cho em nữa. Anh chỉ còn mỗi cách là bù đắp cho những người thân yêu bên cạnh em thôi. Có những thứ càng bù đắp bằng vật chất thì lại càng làm mất mát đi những thứ quan trọng khác. Với em, đấy là tự trọng. Anh cầm lại giúp em. Anh biết nếu như anh không cầm, anh sẽ không còn có cơ hội gặp lại em nữa. Em đã từng nói với anh, tình yêu rất quan trọng, nhưng tự trọng còn hơn rất nhiều. Khi chúng ta còn yêu nhau, em không chịu nhận bất cứ thứ gì từ anh, cho dù là món quà nhỏ nhất. Em có biết là khi anh biết em đi lao động nước ngoài để kiếm tiền, anh đau lòng thế nào không? Em còn không cho anh có cơ hội để nói lời xin lỗi em nữa. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy nghi ngờ. Anh không biết là em có từng yêu anh không nữa. Và liệu anh có từng là người quan trọng trong cuộc đời em không? Giờ anh nói những lời này làm gì? Em không hiểu hay là cố tình không hiểu? Thôi được rồi, chuyện cũ bỏ qua đi. Hiện tại em chỉ muốn chúng ta tránh xa nhau ra. Anh mà còn làm thế này, cả bà em cũng không dám gặp đâu. Em còn yêu anh đúng không? Kể cả thế thì sao? Một mối quan hệ mà biết trước là không có kết quả thì tốt nhất là không nên bắt đầu lại. Ở nơi này chúng ta đã từng chia tay nhau, và anh không muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Nếu anh nhớ, nơi này là nơi ta từng chia tay nhau, chắc anh cũng không quên lý do tại sao mình phải chia tay nhau, đúng không? Người không có tiền thì thường thích nhòm ngó tiền của người khác. Người đời hay nghĩ vậy đúng không? Những hình ảnh đấy bị xóa rồi. Cứ cho là mẹ em xóa đi. Nhưng chắc gì đã không phải là người khác. Hơn nữa, nếu mẹ em biết ở đây có Cam, tại sao những ngày khác bà không xóa? Vì những ngày khác không giá trị. Đừng để đến lúc người khác lại thấy mình không xứng. Tổn thương lắm đấy.